Hello, chào mừng các bạn đến với trung tâm fanpage trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên thành phố Cần Thơ. Với logo chúng tôi là Vững Bước Tới Tương Lai. Chúng tôi là đơn vị chuyên tư vấn, đào tạo, giới thiệu và giúp đỡ học sinh, sinh viên, thanh niên, người lao động để có việc làm ổn định trong những năm qua từ đồng bằng sông Cửu Long, cả nước, vân vân và vân vân, và một số bạn đề ra làm việc ở nước ngoài. Thì đến với trung tâm chúng tôi rất nhiều chương trình đào tạo từ những cái nghề lao động chân tay cho đến những nghề lao động trí óc, những nghề làm nhân viên văn phòng, những người bán hàng, những người telesale và những người làm lãnh đạo đội nhóm. Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn chuyên đề là bí quyết lãnh đạo đội nhóm thành công. Các bạn biết rồi, trong kinh doanh, trong thương trường và kể cả làm việc nhà nước thì bạn là từ một người nhân viên nhưng làm việc lâu năm hoặc một lúc nào đó các bạn có thành tích, các bạn có thành quả cao thì tập thể, tổ chức, công ty, doanh nghiệp sẽ đề bạt các bạn trở thành những người lãnh đạo đội nhóm, hoặc có thể trong một nhóm nhỏ từ 2 người trở lên thì các bạn bắt buộc phải có một người làm sếp, một người làm chỉ huy. Thì đây là những bí kíp, những bí quyết mà giúp các bạn để lãnh đạo đội nhóm mình thành công. Các bạn biết rồi, trong một tổ chức, trong một công ty, trong một doanh nghiệp, bất cứ một cái nhóm nào từ 2 người trở lên đều phải có một người lãnh đạo, phải có một người chỉ huy, phải có một người sếp. Đó các bạn đã biết rồi. Có câu nói nổi tiếng, dễ 100 lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đây là câu nói nổi tiếng của nhà thơ Thanh Tịnh mà chúng ta thường gặp trên các bài viết của những trang web của tổ chức, hoặc là trên những cái giảng đường, trên những cái diễn đàn. Và câu nói thứ hai của Anton de Saint-Exupéry, một tác giả người Pháp nói rằng, nếu như bạn muốn đóng một con tàu, đừng bắt những người đàn ông đi thu gỗ, phân chia công việc và ra lệnh, mà hãy thay vào đó, hãy dạy họ biết khát khao biển khơi mênh mông và vô tận. Đó các bạn, lãnh đạo là gì? Lãnh đạo đội nhóm là các bạn xây dựng tầm nhìn, các bạn xây dựng chiến lược, các bạn tạo niềm cảm hứng cho họ và để thúc đẩy họ để thực hiện cái nhiệm vụ, cái tầm nhìn, cái chiến lược mà người lãnh đạo đã vạch ra. Các bạn tưởng tượng nếu như trong một tổ chức, một doanh nghiệp, một công ty hoặc mà một đất nước, một quốc gia mà không có người lãnh đạo dẫn dắt hoặc người lãnh đạo tồi thì một tổ chức, một cái cơ quan, một công ty doanh nghiệp đó sẽ đi vào con đường càng ngày càng tệ bạc và cuối cùng bị phá sản hoặc có thể bị xóa sổ. Vì vậy vai trò người lãnh đạo là vô cùng cần thiết. Và nhiều người nói rằng để làm lãnh đạo giỏi, để làm là người chỉ huy xuất sắc, để làm những người sếp tuyệt vời là cần phải có bẩm chất thiên phú, cần phải có những người đã có sẵn những cái tư duy, bản năng có sẵn. Không phải đâu các bạn, làm lãnh đạo, làm sếp, làm chỉ huy vẫn có thể học tập, rèn luyện và thử thách trong thực tế rất nhiều. Vì vậy các bạn hãy nhớ rằng ngoài những người có tố chất là làm lãnh đạo thì các bạn về nghệ thuật lãnh đạo, về nghề lãnh đạo chúng ta có thể học tập, chúng ta có thể rèn luyện, chúng ta có thể chui rèn trong thực tế của cuộc sống, chui rèn trong thực tế kinh doanh. Vì vậy hôm nay tôi sẽ nói các bạn một số yêu cầu về phẩm chất của nhà lãnh đạo, những phẩm chất của những người lãnh đạo thành công và những cái một số sai lầm trong cái công tác lãnh đạo đó các bạn. Để trở thành người lãnh đạo thành công, các bạn cần có một số phẩm chất sau đây. Thứ nhất là các bạn phải về phẩm chất các bạn lãnh đạo khoảng tu dưỡng rèn luyện xuyên suốt mỗi ngày. Chứ dù bạn là người lãnh đạo giỏi, chứ dù bạn là người lãnh đạo sản xuất xuất sắc, nhưng bạn không chui rèn, bạn không rèn luyện mỗi ngày thì theo thời gian càng ngày sẽ càng thui chột, theo thời gian càng ngày sẽ càng lạc hậu. Bởi vì sao các bạn? Cuộc sống luôn thay đổi, môi trường kinh doanh luôn thay đổi. Các bạn hãy tưởng tượng nếu như một người lãnh đạo xuất sắc vào thế kỷ 12, 13 hoặc 17, 18, nhưng nếu vẫn áp dụng cái kiểu lãnh đạo đó thì hiện nay thời điểm công nghệ 4.0 sẽ thua. Bởi vì ngày xưa bằng chiến đấu, bằng gươm, bằng dao, nhưng bây giờ đó là bằng là vũ khí nguyên tử, bằng trí tuệ, bằng công nghệ 4.0, vân vân và vân vân. Và phẩm chất kế tiếp là phải phối hợp phong cách lãnh đạo theo tình huống yêu cầu của tổ chức, đặc biệt sử dụng kỹ năng lãnh đạo hiệu quả. Các bạn muốn làm lãnh đạo giỏi, muốn làm lãnh đạo hiệu quả, muốn làm lãnh đạo thành công, các bạn phải có rất nhiều kỹ năng và các bạn cần có nhiều kiến thức, phẩm chất mà chúng ta phải học tập
chúng ta phải rèn luyện và chúng ta không ngừng nâng cấp. Yêu cầu một số phẩm chất cần có người lãnh đạo là gì? Thứ nhất, đầu tiên yêu cầu là số 1, yêu cầu quan trọng đó là các bạn phải có tầm nhìn xa, tầm nhìn chiến lược. Không thể nói rằng một người lãnh đạo giỏi mà không có tầm nhìn chiến lược, không có tầm nhìn xa thì người lãnh đạo đó chưa đủ tầm để lãnh đạo tổ chức, chưa đủ tầm để lãnh đạo công ty doanh nghiệp mình, để bước vào thương trường, bước vào cái thế giới hội nhập toàn cầu này. Vì vậy, nếu một người lãnh đạo mà chỉ có với những cái tầm nhìn ngắn hạn và chỉ biết công việc hàng ngày, ngày làm việc 8 tiếng, thì người đó không phải là lãnh đạo, người đó chỉ là người nhà quản trị hoặc là nhà chỉ huy mà thôi. Vì vậy, nếu như thế thì tổ chức đó phải cần có một người lãnh đạo khác. Vì vậy các bạn hãy nhớ, về tầm nhìn xa, tầm nhìn chiến lược là yêu cầu bắt buộc đối với người làm lãnh đạo. Bởi vì người ta định nghĩa rằng lãnh đạo là gì? Lãnh đạo là người xây dựng tầm nhìn chiến lược, tạo nguồn cảm hứng cho nhân viên và để nhân viên đi theo cái tầm nhìn chiến lược đó. Đây là một điều tiên quyết để trở thành một người lãnh đạo thành công. Yêu cầu kế tiếp là động cơ đạo đức lãnh đạo phải cao. Các bạn phải có động cơ cao, các bạn phải có những ước mơ lớn, các bạn phải có tầm nhìn dài hạn. Đó. Thì như thế các bạn mới có thể lãnh đạo tổ chức công ty doanh nghiệp mình lâu dài và bền vững. Bởi vì nếu tầm nhìn ngắn hạn, bạn chỉ 5 năm, 3 năm trở lại thì doanh nghiệp các bạn không thể nào đi đường dài cạnh tranh thương trường. Bởi vì người ta khi người ta thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, bao giờ người ta cũng phải suy nghĩ rằng tuổi thọ công ty mình sẽ tồn tại trong bao lâu. Nghĩa là thời gian tồn tại của doanh nghiệp mình nó là phải thời gian kéo dài đến bao giờ. Thì bao giờ chúng ta cũng phải đặt vấn đề đó. Vì vậy tầm nhìn chiến lược nó phải cao, động cơ nó phải cao, nó phải lâu dài. Và điểm đặc biệt nữa là người lãnh đạo phải có tính bản tính kiên trì, đeo đuổi đến cùng. Bạn nghĩ sao? Một người lãnh đạo mà làm tới đâu hay tới đó và hay ngẫu hứng lý qua cầu, hay bỏ cuộc nửa chừng, thì làm sao người lãnh đạo đó có thể lèo lái, có thể đưa cái con tàu của tổ chức, của đội nhóm mình đi đến cái mục đích cuối cùng. Và một người lãnh đạo nếu không chịu tự học, nếu không tự rèn luyện thì không thể nào thành công được. Bởi vì các bạn biết rồi, cuộc sống ngày nay vừa thay đổi với tốc độ chóng mặt, mà người lãnh đạo cứ với một vốn, một mớ kiến thức cũ, với một mớ mớ kiến thức mà cách đây mấy chục năm học ở giảng đường đại học, thì các bạn biết rồi, làm sao có thể kê kịp tới thời đại ngày nay mà nó thay đổi từng giây, từng phút, từng giờ. Vì vậy, sự học tập, sự tự rèn luyện suốt đời là cái kỹ năng vô cùng quan trọng. Kể cả người lãnh đạo, kể cả người quản trị và nhân viên, những chuyên viên làm việc trong công ty doanh nghiệp. Nếu ai đó nghĩ rằng với kiến thức 4 năm ở đại học, 4 năm ở giảng đường đại học, những đại học danh tiếng như thế đủ rồi, không cần phải học tập, đào tạo, rèn luyện thêm, thì người đó đã phạm sai lầm rất lớn. Và trước sau gì đó, trước sau gì thì những người đó sẽ bị đào thải bởi sự tiến bộ của xã hội, tiến bộ của môi trường kinh doanh. Những phẩm chất thường gặp ở nhà lãnh đạo thành công. Đầu tiên vẫn là yêu cầu thứ nhất là phải có tầm nhìn xa trông rộng. Điều đó đương nhiên như nhắc từ ban đầu. Yêu cầu người lãnh đạo là phải có tầm nhìn xa trông rộng. Điều này là không phải bàn cãi nữa. Bởi vì trong định nghĩa lãnh đạo, người ta nói rằng người lãnh đạo là phải người phải có tầm nhìn xa, phải có chiến lược dài hạn, phải có chiến lược đúng đắn. Đó các bạn phải nhớ. Cái thứ hai là cái sự tự tin phải cao, đáng tin cậy. Người lãnh đạo mà cấp dưới không tin cậy, mà nhân viên không tin cậy, đối tác không tin cậy thì không thể nào đứng vững trên cái cương vị đó được. Và người lãnh đạo nó phải có sự tham vọng lãnh đạo hay là động lực lãnh đạo. Có nghĩa là gì? Phải quyết tâm làm sao đưa đội nhóm, đưa tổ chức mình đi đến một tầm cao mới, đi đến một cái tầm thành công. Và người lãnh đạo đó phải có một phẩm chất khác là có sức hấp dẫn người khác. Người lãnh đạo mà không có sức hấp dẫn người khác, người lãnh đạo mà không thể thúc đẩy người khác hành động, người lãnh đạo mà không có sức thuyết phục người khác để hoàn thành công việc của tổ chức, của công ty doanh nghiệp, thì người lãnh đạo đó không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Đó. Và phẩm chất kế tiếp là người lãnh đạo đó phải biết lắng nghe, quan tâm chân thành đến người khác. Các bạn nên nhớ rằng phải biết lắng nghe và quan tâm chân thành đến người khác là một trong những phẩm chất của người lãnh đạo thành công. Các bạn hãy nhớ. Bởi vì 9 người 10 ý trong công ty doanh nghiệp có vài chục nhân viên, vài trăm, vài ngàn nhân viên, thì các bạn phải biết lắng nghe, biết tâm tư tình cảm của cấp dưới, của cấp quản trị và những cái đối tác, những cái đồng minh, và phải biết là lắng nghe khi người khác có vấn đề, người khác có những hoàn cảnh éo le, vân vân. Và người lãnh đạo phải có tinh thần hợp tác cao. Cho dù bạn giỏi, bạn xuất sắc, bạn tài năng, nhưng nếu bạn không có tinh thần hợp tác cao, bạn không có tinh thần kết nối cộng tác tốt, thì cái sự lãnh đạo bạn sẽ không thành công và sự lãnh đạo bạn sẽ nửa vời. Bởi vì Thanh Tịnh đã nói ngay từ đầu khi bước vào
bước vào video này tôi đã nói các bạn rằng dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Có nghĩa là gì? Cho dù công việc nó có dễ đến hàng trăm lần, nhưng mà không có người khác ủng hộ, không có người khác kết nối, không có người khác giúp đỡ, thì bạn cũng khó mà thành công. Ngược lại, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Có nghĩa là gì? Cho dù công việc nó khó khăn đến mấy, cho dù công việc nó gặp trở ngại rất là lớn, cho dù công việc nó gặp khủng hoảng, nhưng nhiều người hợp tác, nhiều người giúp đỡ, bạn sẽ vượt qua những cái khủng hoảng này. Bạn lưu ý, hãy nhớ tinh thần hợp tác phải cao. Ngầm người lãnh đạo, phẩm chất kế tiếp là phải nhiệt tình và năng động. Bạn phải nhiệt tình, bạn phải tâm huyết, bạn phải yêu công ty, yêu doanh nghiệp, yêu tổ chức như là của mình. Và phải bạn phải năng động, phải sáng tạo, đừng bao giờ ù lì, đừng bao giờ bảo thủ, đừng bao giờ chống lại sự thay đổi. Nhiệt tình và năng động là một trong những cái tố chất rất cần ở nhà lãnh đạo thành công. Và một phẩm chất kế tiếp là lập trường vững vàng, tập trung cao độ. Các bạn hãy nhớ, một người lãnh đạo mà hôm nay nói thế này, mai nói thế khác, bữa kia lại nói khác, thì bạn không thể nào thành công, và cấp dưới không biết đường đâu mà để làm, bởi vì bạn thay đổi sành sạch như vậy là không được. Các bạn phải nhớ, lập trường người lãnh đạo và phải vững vàng và phải tập trung cao độ vào mục tiêu, mục đích, vào lý tưởng, vào tầm nhìn và chiến lược của mình, không được sao nhãng, không được đi chệch hướng, không được đi sai cái mục tiêu. Và người lãnh đạo phải có lương tâm, tinh thần trách nhiệm cao. Bởi vì khi bạn có lương tâm, bạn có trách nhiệm cao, bạn sẽ hành động đúng. Bạn có trách nhiệm ngoài công ty, doanh nghiệp và nhân viên của mình, bạn cần phải có trách nhiệm ngoài xã hội. Các bạn điểm qua vừa qua một số công ty, một số doanh nghiệp, tổ chức chỉ biết quyền lợi của công ty, doanh nghiệp của mình mà tàn phá môi trường, đổ chất thải ra môi trường. Cuối cùng một những công ty, doanh nghiệp đó đã mất tiếng trên thị trường và thậm chí không thể hoạt động trên cái một thị trường nào đó. Tôi lấy ví dụ như bột ngọt Vedan, vì một lúc nào đó không kiềm chế đã thải cái chất thải của công ty xuống sông Thị Vải, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Cuối cùng thương hiệu Vedan của trên đất nước Việt Nam gần như hiện nay không còn nữa. Đây là một điều đáng tiếc, một cái kinh nghiệm xương máu cho những người làm lãnh đạo. Hãy nhớ, về trách nhiệm với công ty, doanh nghiệp, chúng ta phải có trách nhiệm với ngoài xã hội. Và cái phẩm chất là biết lắng nghe, quan tâm chân thành đối người khác. Các bạn hãy nhớ, phải biết lắng nghe, quan tâm chân thành đối người khác, mà quan tâm là thật sự quan tâm chân thành, chứ không phải quan tâm lấy lệ, quan tâm chiếu lệ, quan tâm lấy có. Các bạn hãy nhớ, phải quan tâm chân thành đến người khác. Và tinh thần hợp tác phải cao, như hồi nãy nói về những yêu cầu phẩm chất của người lãnh đạo. Rồi các bạn phải có cái sự kiên nhẫn, với sự đam mê, và có những cái lương tâm, tinh thần, trách nhiệm cao. Đó, thì đó là một số cái yếu tố, những phẩm chất thường gặp ở nhà lãnh đạo thành công. Về một số cái vấn đề sai lầm hay gọi là chệch hướng của người lãnh đạo. Thứ nhất, bạn không làm chủ được căng thẳng, bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình. Các bạn biết rồi, ngày nay áp lực rất lớn. Các bạn biết rồi, ngày nay khi để đạt được doanh số, đạt được doanh thu và hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì bạn là đội nhóm, lãnh đạo đội nhóm, các bạn chịu rất nhiều áp lực. Áp lực về doanh số, áp lực về lợi nhuận, áp lực về thành tích của công ty, của đội nhóm, của tổ chức các bạn. Vì vậy, thường xuyên chúng ta sẽ gặp nhiều căng thẳng, mà bạn không thể chịu đựng được căng thẳng thì bạn không thể làm lãnh đạo đội nhóm được. Có câu nói, không có áp lực thì không có kim cương. Bạn biết rồi, than bùn và kim cương đều có cái gốc của nó là carbon. Than bùn vì không chịu được áp lực hàng triệu năm, nó mãi mãi vẫn là than bùn và giá trị thấp. Còn kim cương, cái gốc nó là carbon, nó bị đè nén, bị áp lực trong lòng đất hàng triệu năm nay, nên sau đó nó trở thành một cái loại tài nguyên vô cùng quý giá và đắt giá nhất thế giới. Các bạn hãy nhớ, không có áp lực thì không có kim cương. Và các bạn càng kiếm được nhiều tiền, các bạn đạt doanh thu lớn, thì cái sự căng thẳng, điều đó là hết sức bình thường, là đương nhiên. Và một sự chệch hướng, một sự sai lầm khác là hay giận dữ, có hành vi không phù hợp. Các bạn hãy nhớ điều này. Các bạn hay giận dữ, hành vi không hợp lý, các bạn hành động theo cảm xúc, các bạn có phản ứng những không nghĩa là không kiểm soát được cảm xúc của mình, thì các bạn dễ bị thất bại, các bạn dễ gây mất đoàn kết nội bộ, và các bạn dễ làm mất lòng cấp dưới, và hiệu quả lãnh đạo cuối cùng của bạn sẽ không cao. Và cái sự phá vỡ quan hệ con người. Người ta nói rằng mối quan hệ với đối tác, mối quan hệ khách hàng có khi đó là mối quan hệ cả đời, mối quan hệ vài chục năm, tệ lắm cũng vài năm. Nhưng bạn lại không giữ vững cái mối quan hệ đó,
bạn làm đổ vỡ những mối quan hệ, nhất là những mối quan hệ quan trọng, thì như thế các bạn sẽ sai lầm và các bạn lãnh đạo hiệu quả không cao. Phòng thủ để không rơi vào thất bại. Các bạn quá phòng thủ, các bạn quá bảo thủ, các bạn sợ thất bại và các bạn không chịu đổi mới, các bạn không chịu sáng tạo, bạn không chịu đột phá, thì đây là cũng một cái những thói quen mà dễ rơi vào thất bại. Và khi bạn, và một cái biểu hiện khác phạm vào sai lầm hay gọi là lãnh đạo chệch hướng, nghĩa là khi các bạn phạm sai lầm, các bạn tìm mọi cách để che đậy, tìm mọi cách để lấp liếm, tìm mọi cách để bào chữa và đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh và vân vân, bạn không nhìn nhận cái lỗi đó là của bạn, thì đây là một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng mà hiện nay chúng ta thường gặp ở nhiều cấp lãnh đạo. Khi họ sai lầm, họ làm ăn không thành công, họ làm ăn phá sản hoặc họ làm thất bại, họ hạn chế, họ vướng phải những hạn chế, những khuyết điểm, nhưng họ không tìm cách để khắc phục, họ không tìm cách để sửa chữa mà họ che đậy, họ đổ lỗi, đây là một cái sai lầm vô cùng lớn mà nó kéo theo những hệ lụy, những nhân viên khác, những người khác cũng bắt chước những cái thói quen này là đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác. Đây là một bệnh vô cùng nguy hiểm của một công ty doanh nghiệp, bởi vì sai lầm gần như ai cũng mắc phải, gần như một công ty, một tổ chức, một doanh nghiệp nào cũng đều phạm phải sai lầm. Quan trọng là chúng ta biết rút kinh nghiệm sớm, quan trọng là chúng ta kịp thời sửa chữa, quan trọng là chúng ta nhìn nhận cái khuyết điểm sai lầm đó là do bản thân chúng ta, do tổ chức, do chủ quan hay do khách quan. Nếu khách quan chúng ta tìm cách khắc phục, còn nếu chủ quan chúng ta phải tìm một cách để sửa chữa, để đi đến một cái tầm cao hơn. Và các bạn nhớ rằng đổ lỗi cho người khác làm cho mất đoàn kết nội bộ, làm cho cái tình trạng, tình cảm, cái năng lực gắn kết của công ty doanh nghiệp càng ngày càng tệ hại. Các bạn hãy nhớ điều này, hãy nhớ rằng khi xảy ra khủng hoảng, khi xảy ra thất bại, khi xảy ra khó khăn, đừng đổ lỗi cho người khác, đừng đổ thừa cho hoàn cảnh. Đây là một cái tính cách vô cùng quan trọng của là người lãnh đạo. Hoặc một cái sai lầm khác là yếu kém trong quan hệ. Bởi vì trong kinh doanh ngày nay, người ta nói rằng đó là sự kết nối, là sự quan hệ sâu và rộng. Các bạn hãy nhớ điều này. Tôi lấy ví dụ như tỷ phú Bill Gates. Ông có mối quan hệ hàng tỷ người trên thế giới này sử dụng phần mềm Microsoft và Word, hoặc là hiện nay Facebook, TikTok, Zalo, có hàng tỷ tỷ người sử dụng những phần mềm này. Vì vậy cái mối quan hệ là vô cùng quan trọng trong kinh doanh và trong thành đạt sự nghiệp của các bạn. Hãy nhớ luôn luôn phải bồi dưỡng, phải chăm sóc, phải làm sao mối quan hệ càng ngày càng phát triển. Đừng bao giờ mối quan hệ tốt chuyển thành mối quan hệ trung bình, rồi từ những mối quan hệ trung bình nó trở thành những mối quan hệ xấu và đổ vỡ. Các bạn hãy nhớ, những người sơ giao chúng ta phải làm sao biến họ trở thành những người bạn, và từ những người bạn biến thành những người bạn thân, và từ những người bạn thân biến trở thành những người bạn suốt đời. Đây là những mối quan hệ vô cùng quan trọng mà người kinh doanh hay là người lãnh đạo cần phải biết và phải nuôi dưỡng, chăm sóc và làm cho mối quan hệ càng ngày càng phát triển. Và một cái sự chệch hướng, một sai lầm khác, khi người lãnh đạo muốn thì làm khác, nhưng không muốn thì ích kỷ thực dụng. Đây là điều này thường thấy ở những người lãnh đạo thất bại, những người lãnh đạo yếu kém. Bởi vì khi họ muốn thì họ làm mọi cách, cho dù muốn nó sai. Nhưng mà khi họ không muốn, cho dù đó là nguyện vọng, đó là quyền lợi của tập thể, của công ty doanh nghiệp, nhưng họ biểu hiện sự ích kỷ thực dụng, thì điều này dễ rơi vào một người lãnh đạo thất bại, người lãnh đạo yếu kém. Và các bạn cần phải nhớ. Và cái sai lầm ở kỹ năng kỹ thuật là gì? Thành ở cấp thấp thì thành công nhưng vô cùng tự phụ đó. Thì làm sao trở thành những người lãnh đạo cao cấp, làm sao trở thành những người lãnh đạo lớn, làm sao trở thành những người lãnh đạo đội nhóm tuyệt vời, các bạn hãy nhớ. Và khi lên cấp cao đó thì kiểm soát chặt chẽ người có trình độ, nghĩa là khi lên làm lãnh đạo cấp cao rồi đó, rất tỉ hiềm, mặc dù biểu hiện bằng mặt không bằng lòng, nhưng luôn trong thâm tâm đề phòng, sợ những người có trình độ, sợ những người giỏi sẽ lấn chiếm mình, sẽ lấn át cái ghế của mình và chiếm ghế của mình. Đây là biểu hiện của những người lãnh đạo không thành công. Các bạn hãy nhớ rằng lãnh đạo là xây dựng tầm nhìn chiến lược và tạo nguồn cảm hứng cho nhân viên, để nhân viên đi theo cái con đường đó, đi theo cái chiến lược đó. Đó có nghĩa là người lãnh đạo giỏi là người sử dụng người. Bạn có thể không giỏi về chuyên môn, bạn có thể không giỏi về tài chính, bạn có thể không giỏi về kỹ thuật, nhưng người lãnh đạo là phải giỏi về tầm nhìn chiến lược và thúc đẩy nguồn cảm hứng cho nhân viên. Các bạn hãy nhớ điều này. Rất tự hào khi mình có nhân viên giỏi, rất tự hào khi mình có nhân viên ở trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Vì vậy các bạn phải làm sao để những người đó cùng
làm theo cái chiến lược, cái tầm nhìn của bạn, làm theo sẵn sàng vì bạn có nguồn cảm hứng mà để thực hiện hoàn thành cái mục tiêu đó. Và một cái sai lầm theo hướng khác là khi người lãnh đạo thăng tiến quá nhanh nhưng không đủ thời gian để kiểm cơ, để củng cố. Người xưa nói rằng không sợ có địa vị, chỉ sợ tài đức không đủ để đảm đang địa vị đó. Hiện nay ở trong xã hội rất nhiều người thăng tiến rất nhanh nhưng tài đức không đủ để đảm đương cương vị đó. Cuối cùng dần dần họ đi vào yếu kém, dần dần họ quan liêu, họ mệnh lệnh, họ bảo thủ, họ trì trệ để cố ôm được cái ghế đó, bằng mọi cách tìm mọi thủ đoạn để giữ gìn một cái ghế bằng những cái ích kỷ, bằng những cái nhỏ mọn. Đây là điều vô cùng lưu ý cho những người lãnh đạo muốn thành công. Đó. Trên đây là một số kiến thức, một số bí kíp về cái lãnh đạo đội nhóm thành công. Tôi vừa nêu các bạn, thứ nhất, yêu cầu về phẩm chất của nhà lãnh đạo đội nhóm, cho dù là 2 người, 3 người, 5 người thì các bạn cần có những phẩm chất như tôi vừa kể trên. Và những phẩm chất thường gặp ở những nhà lãnh đạo thành công chúng ta cần phải có. Và các bạn hãy nhớ rằng không phải người lãnh đạo giỏi là họ phải có phẩm chất nghĩa là bẩm sinh, mà lãnh đạo giỏi có thể do học tập, rèn luyện và trao dồi thường xuyên, và được rèn luyện trong thử thách, trong thực tế cuộc sống thì cũng trở thành người lãnh đạo giỏi. Và tôi một nêu một số sai lầm, một số chệch hướng mà người lãnh đạo mắc phải và là chúng ta cần phải lưu ý. Chúng tôi sẽ tổ chức những khóa học về lãnh đạo đội nhóm, về kỹ năng làm việc đội nhóm rất tuyệt vời, rất thực chiến và rất hiệu quả. Nếu bạn thấy video clip này hay, các bạn hãy like, hãy comment, hãy đăng ký khóa học những bí kíp làm lãnh đạo đội nhóm thành công. Đến với chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn những kỹ năng thực chiến, những kinh nghiệm thực tế trong cuộc sống mà những người tham gia đào tạo là những người có kinh nghiệm về lãnh đạo, về trong cuộc sống, trên thương trường, trên quan trường và trong cái sự nghiệp. Hy vọng rằng các bạn sẽ nhận được nhiều giá trị lớn. Cảm ơn các bạn.